Ngày 30 tháng 11 vừa qua, Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy, Hà Nội đã thông báo kết quả kiểm điểm kỷ luật tập thể cá nhân liên quan đến việc quản lý dịch vụ phòng cháy chữa cháy tại quán karaoke số 68 đường Trần Thái Tông, khiến cho 13 người thiệt mạng vào đầu tháng 11 vừa qua. Báo cáo của Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy nêu rõ việc kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở cơ sở kinh doanh karaoke số 68 phố Trần Thái Tông của các cơ quan chức năng đã thực hiện liên tục nhưng chủ cơ sở không chấp hành. Vào ngày 1 tháng 11 năm 2016, quán karaoke này vẫn nhận khách vào hát. Đến gần 14 giờ xảy ra vụ cháy, làm 13 người thiệt mạng. Ngoài ra, báo cáo của Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy cũng nêu rõ kết quả kiểm điểm xử lý kỷ luật tập thể cá nhân có liên quan đến vụ cháy. Hai trường hợp bị xử phạt kỷ luật nặng nhất với hình thức cách chức là bà Nguyễn Thị Xuân Nữ, Phó trưởng phòng Văn hóa và Thông tin và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Dịch Vọng Hậu, bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh. Ngoài ra, nhiều cán bộ có liên quan cũng chịu hình thức kỷ luật khiển trách và cảnh cáo. Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy đề nghị các phòng ban liên quan và Ủy ban nhân dân các phường thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân cơ sở kinh doanh về công tác phòng cháy chữa cháy trên nhiều hình thức như phát trên loa truyền thanh, dán tờ rơi, khẩu hiệu dán tường, ký cam kết phòng cháy chữa cháy tới từng nhà, từng đơn vị v.v.